Người nhìn sơ qua thì tưởng đây là một cái mạch oh my god, thực tế như không nha. Đây mình cho mọi người xem đó, mình có ghi chú đây nè mọi người. Anh giới thiệu mọi người cái ổ điện chống chập của mình nha, 3S 4A thì mình cắm 3S 2A vẫn được nha mọi người, thì cũng vẫn ăn 19,8W, 0,13A. Cái điện trở này nó hơi nóng, có nóng lên, nó có nhiệt độ ấm lên rồi đó, cái dòng nó giảm xuống 0,12 nha, còn 19W nè. Hi, mình xin chào tất cả mọi người và xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay mình mới nhận được một ít những cái đơn hàng mình nhận trên mua trên Shopee mọi người. Đây là những cái mạch mình đặt mình mua bữa giờ thì mình đã nhận được. Đây mình xin giới thiệu mọi người, đây là cái mạch relay, báo relay cho cái mà thiết bị mình muốn mình cài cho vô cho mà cái mà wifi mọi người. Thì khi mà cúp điện nó sẽ tắt, nó sẽ tắt đi wifi đi, nó sẽ không bị tắt trễ wifi á, thì nó nên dùng nguồn 12V đưa qua nha. Okay. Còn xin giới thiệu mọi người đây, cái đặc biệt nhất là ba cái mạch này đây. Thì mọi người nhìn sơ qua thì tưởng đây là một cái mạch là sạc 5V đúng không? Thực tế như không nha. Đây mình cho mọi người xem lật lại. Đó. Mình có ghi chú đây nè mọi người. Đây là cái mạch 3S 4A, 3S 2A và cái này 4S 4A, thì nó dùng cái đầu USB, dùng cái đầu Type-C nha mọi người. Quên, mình xin lỗi. Thì mình đã hàng mấy cái chấm chì trước cho mọi người rồi. Thì cái dòng này á, nó được một cái rất là tiện lợi nha mọi người, thì nó ra cái dòng pin 3S hay là cái dòng 4S nguồn điện, và cái dòng nữa, thí dụ như là mình có cái mạch 3S 2A này thì cái nguồn sạc vô á, 5A vô, 5V vô á, thì phải đi cùng với cái số ampere ra nha mọi người. Ví dụ như là 3S 2A thì cái cục sạc của mình 5V là phải 2A luôn đó. Còn mà 3S 3A thì cái cục sạc nó cũng phải 3A, cung cấp nó 3A. Ở đây như là cục sạc 3S 4A thì mình cũng có cái cục sạc 5V 4A, mình đã ghi ra cho mọi người dễ thấy nè. Đó. 4A 5V 4A đó. Cái này là sạc của Apple nha, thì nó mới đủ cái tải để mà cung cấp cho cái dòng đầu ra của nó nha. Còn đây 4S cũng vậy, 4S thì nó có nhiều loại nè, 2S 1A, 2S 2A và 2S 4A, 3S 1A, 3S 2A, 3S 4A, 4S 1A, 4S 2A, 4S 4A. Đó. Thì nó sẽ mua cái mức nào thì nó sẽ đánh dấu cho mình ngay cái mức đó nha mọi người. Thì cái này cũng tầm cỡ 20 mấy ngàn cái thôi mọi người, cũng tùy shop bán nha, mình muốn shop ở nước ngoài nha mọi người. Thì ở đây mình sẽ cắm cho mọi người xem. Thì đây mình đã có cổ điện đây, mình cắm cho mọi người đây. Đây là cái dòng 4A. Đây là giới thiệu mọi người cái ổ điện chống chập của mình nha, xài bằng cái màn hình cái đứt số qua cái bóng điện. Mình cắm vô. Thì ở đây mình sẽ thử cho mọi người cái 3S 4A. Thì mình cắm 3S 2A vẫn được nha mọi người. Thì cái dòng cao này nó càng tốt thôi, mình miễn đừng có thiếu. Ở đây mình sẽ đo cho mọi người xem, phải đúng 3S không nha. 3S là thường là 12V rưỡi, 13V rưỡi nha. Dạ đúng rồi mọi người, 13V 6, đúng 3S. Rồi mình sẽ cắm cái 4S nè, và mình sẽ thử cho mọi người sao. 4S của nó là 18V nha mọi người. Nói chung là đây là cái dạng nó dao động thôi đó. 4S là 16V mấy, 17, 18V đó. Nói chung là nó dao động thôi, nó sạc cho pin 4S. Thì mình sẽ ở đây mình có cái pin này của thằng bên gì là bên tép, bên gì bên vuông nè mọi người. V 12V thì mình tiến hành mình sạc thử các mọi người, không biết nó có nóng hay như thế nào nha. Thì mình bây giờ mới sạc thử mình biết được nha mọi người. Đây 3S 4A, mình đã hàng này lại mọi người, nó hàng nó rồi mình đo cái này, mình gắn vô cái đầu qua cái chân của nó, mình sẽ đo cho mọi người xem cái này còn bao nhiêu nha. 12V thì mình sẽ, cái này là không biết 10 mấy ampere đó mọi người. Sạc như thế nào, trước tiên mình cắm nguồn vô đã đi, nó lên nguồn và mình cắm sạc vô, mình theo dõi nó đó. Bây giờ nó đã sạc nha mọi người. Thì ở đây á, mình cho mọi người xem là nó ăn cái dòng ở của cái máy này nè. Đó, cái dòng của nó ăn là gần 19,7W, 0,13A. Đó, nó ăn cái công suất của cái sạc này ra, coi nó có nóng không nha. Wow, nóng mọi người ơi, nóng. Wow, cái mạch này nó rất nóng nha mọi người. Thì theo mình nghĩ á, cái này mình phải có nếu mà sạc mà cái 3S này nè, 3S cái này ít nhất theo mình không biết bao nhiêu á, thì mình đoán ít nhất nó phải từ 15A. Tại vì mình có tham khảo trên Shopee đâu á, những cái cũng to này nè là nó cũng cỡ 15 đến 20A. Thì ở đây á, là mình cái mạch này nó mua 20 mấy ngàn, thì qua những cái mình đo đó bỏ vô nó rất là nóng. Theo mình nghĩ có thể mình dùng cái tản nhiệt của mọi người có thể nó mới được thôi, chứ mà để vậy thì nó sẽ có thể nó cháy nha. Bây giờ mình sẽ đo lại có nóng mông không nha. Thì ở đây cái dòng cũng lên 19A, 0,13. Đo coi cái độ nóng của nó nha mọi người, nó có nóng lên. Theo mình nghĩ cái này mà thời gian dài nó sẽ không được đâu mọi người. Nếu mà mình để như vậy nó rất nóng nha. Mình rút ra, nếu mà cái này á, nó sạc cho mấy cái nào mà nó ampere nó cũng dạng như là từ 10A đổ lại thì mình nghĩ thì ok. Trên cái này gần 20A rồi thì phải có tản nhiệt. Giờ để mình kiếm tản nhiệt mình gắn như thế nào nha mọi người. Thì ở đây á, mình có mấy miếng tản nhiệt này mọi người. Miếng này thì không biết nó nhỏ quá hay không. Đó, có miếng này thì nó dày thì mới nhỏ. Thì mình nghĩ mình gắn cái này, mình gắn tản nhiệt bự đi mọi người, gắn tản nhiệt bự thử xem sao. Thì ở đây mình cũng có keo tản nhiệt. Nãy mình có chà đi nè cho nó tiếp xúc, nó dễ tiếp xúc nha mọi người. Bị nó rất là chuyên dụng nha mọi người, nó rất là ấy, như là dạng như là sạc cho máy khoan nè, những cái nào mà nó dùng pin 3S hay là 4S nữa mọi người. Để cho nó dính lại chút, không biết nó dính không ta. Cái này chắc mình phải dùng keo á mọi người. Thì mình làm mô phỏng thử xem sao trước đã. Để cho nó khô nha. Và mình để một hồi lâu rồi, nói chung là nó tạm khô thôi chứ cái này nó không dính lắm nha mọi người. Thì mình sẽ bắt đầu mình cấp lại cái nguồn cho nó, mình coi cái thời gian bao lâu là nó sẽ nóng nha, nó có giảm nhiệt được không. Thì nó cũng vẫn ăn 19,8W, 0,13A. thì mình có miếng tản nhiệt này vô á, mình cảm nhận á là hồi nãy ở dần này là nóng thôi nha mọi người, nhưng mà ở đây nó, cái mạch dưới đây nó chưa có nóng lắm. Thì có cái mà cái điện trở này nè, cái điện trở này nó hơi nóng, có nóng lên. Cái này cái điện trở hay là cái cuộn lời mà không rõ nữa nha. Trong cái điện trở nó vẫn nóng lên, thì mình nghĩ là mình nếu mà mình cắt thêm cái này phải chế thôi nha mọi người, chế cho lên cái cục điện trở này nè, cái cục nhân vuông nè, một miếng tản nhiệt nữa thì ok, nó vẫn nóng nhưng mà không nóng như hồi nãy nha. Đó, wow, nó đỡ rất là nhiều nha mọi người. Thì ở đây là mình thấy nó truyền nhiệt xuống cái miếng tản nhiệt này nè, cái miếng tản nhiệt bắt đầu ấm nha mọi người. Đó, cái miếng tản nhiệt nó bắt đầu nó có nhiệt độ ấm 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 lên rồi đó. Mình thử để cái miếng này lên ngay, còn nó có giảm, nó tản đi bớt nhiệt không? Thì mình xem đây là cái dòng nó giảm xuống 0,12 nha, còn 19W nè, nó có giảm xuống đó, mọi người thấy không? Mình cầm được nè, chung là nó vẫn cái miếng nhôm này nó vẫn ấm ấm y đây. Chứ hồi nãy là mình không có miếng nhôm tản nhiệt đó, mình cầm là nó hỏng luôn rồi đó, là có thể nó cháy chết luôn cái mặt này nha mọi người. Đó, có miếng tản nhiệt vô nó khác liền nha. Ồ, cái miếng cái này nó cũng đỡ nè, nó tản nhiệt lên miếng nhôm hết rồi. Nếu mà mình chơi hai miếng tản nhiệt vô rồi chắc ok. Có cái quạt nữa là rất tuyệt vời nha mọi người. Theo mình nghĩ cái này là nếu mà mình phải chế cái quạt với lại miếng nhôm tản nhiệt thì nó sẽ chắc chắn không chết nha mọi người. Chứ để vậy mình sạc thời gian dài á thì nó sẽ nóng. Bây giờ nó ấm ấm rồi nè, cũng hơi nóng lên một chút. Theo mình nghĩ nếu sạc cục này á, thì mình phải chế cái quạt tản nhiệt để thổi cái nó thổi cái luồng gió mát vô, nó làm mát cái miếng nhôm này thì nó sẽ giữ được những cái con linh kiện này lâu được nha. Thì mình rào những con mất phép, những con tụ này không thấy nó nóng nha mọi người. Ok. Đó, có miếng tản nhiệt vô thì nó có khác nha mọi người. Nói chung là cái mạch này mình thấy được á, nhưng mà về sạc những cái thiết bị mà có cái ampere cao thì mình phải độ chế thêm miếng tản nhiệt hay là cái quạt tản nhiệt nữa để cho nó lưu thông không khí và nó làm mát hơn cái mạch này. Không có sẽ chết nha mọi người, chắc chắn nóng quá nó sẽ chết. Đó, cái miếng nhôm nó cũng ấm nè rồi được á. Oh, cái này chỉ ấm thôi nha, chứ hồi nãy giờ không có, cái này là phỏng rồi đó. Vậy là có tản nhiệt vô nó khác hẳn luôn nha mọi người. Ok, có thể chấp nhận được. Thì qua đó mình đã cho mọi người xem cái chức năng hoạt động của cái mạch 3S này, mọi người. 3S 4A này thì mình phải có cái dòng tương đương 5V 4A để mình sạc nó, mình cắm vô nó để sạc ở thiết bị. Nếu mà cái thiết bị của mình á, sạc mà có cái dòng cao á, pin của mình có dòng cao thì mình phải có thêm tản nhiệt như là nhôm tản nhiệt hay là quạt tản nhiệt nha mọi người, để nó không chết cái mạch sạc của mình. Thì mình nãy giờ mình ra mình thấy là ok đó, từ khi mình làm tản nhiệt vô nó đỡ rất nhiều nha mọi người. Nó lấy cái này ra thì nó hơi nóng cái điện trở đó. Thì thôi, video đó mình đã làm như vậy cho mọi người xem. Thì mình sẽ là làm một video khác, mình độ cái mạch này lại, mình cho có quạt tản nha, có cái làm chế một cái quạt tản nhiệt hoàn chỉnh hơn, làm cho nó hoàn chỉnh hơn để mình sạc cho nó ok hơn nha mọi người. Mình sẽ nghiệm video tại đây. Mọi người xem video thấy hay ủng hộ một like, một chia sẻ, một cái kênh để mình có nhiều lực làm video hơn nha mọi người. Nói chào tạm biệt mọi người, bye bye.